Thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, một tờ giấy kèm sổ liên lạc, ngõ tên bông dừng thầy hoàng màng. Rồi ngày ấy rộn ràng khắp đường, con theo cha theo má và trẻ vô trường. Buổi chiều ấy nằm ở trên giường, cột quần nghe ba la, mày cũng trắng bằng con người ta, ai nấy ôm con cầm hoa, con tao phải nghe cô đầy la. Dài ba giấy khen lắm trên ta, đúng là mày không thể so với người ta. Tao ước không tin mày ra, mày ngu quá cho tôi học nha. Buồn thay la la la. Buồn thay la 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 la. Oh. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, sao thấy mình ngu quá trời. Liều ngày đó đốt mẹ thiệp mời, kim ông lên xe dắt vô trời, đành nằm sắp bị đập tơi bời. Nhưng thâm tâm con trách mẹ lại xa rời, một người đánh một người đôn lời mà lòng cay cay cay. Giờ con biết con thương người ta, hai đít như đang nở hoa, đắp tung tóe thanh niên gào la. Dài ba cái xe nắm trên tay, ấy là thành cay mức so với người ta. Con biết môi đâu mà ra, gian di tính này xa càng xa. Buồn hay la 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 la.